Sáng ngày 22 tháng 1 năm 2022, Công ty Cổ phần Đầu tư Du lịch Hà Nội long trọng tổ chức buổi lễ ra mắt Trung tâm Phát triển Nguồn Nhân lực Du lịch THD Center. Đào tạo và phát triển năng lực cho người hoạt động trong lĩnh vực du lịch là một nhu cầu cấp thiết đối với sự phát triển bền vững của ngành. Trước bối cảnh đó, THD Center, đơn vị được thành lập và trực thuộc Hà Nội Tourism, trở thành đơn vị tiên phong trong lĩnh vực đào tạo và phát triển nguồn nhân lực du lịch. Lễ ra mắt THD Center là một dấu mốc quan trọng không chỉ đối với riêng Hà Nội Tourism, hướng mục tiêu nâng cao chất lượng cho nhân lực làm việc trong ngành du lịch, bổ sung trang bị kỹ năng thực tế, kịp thời thích nghi với sự thay đổi của thị trường du lịch trong giai đoạn bình thường mới hậu Covid-19, đóng góp vào sự phục hồi và phát triển bền vững của ngành du lịch nước nhà. Hà Nội Tourism thì đã có 16 năm kinh nghiệm trong mảng kinh doanh lữ hành về quốc tế và nội địa. Và trước đây thì chúng tôi cũng đã có những hoạt động liên quan đến đào tạo, nhưng chủ yếu là dành cho hoạt động đào tạo nội bộ và củng cố thêm hợp tác với một số các cái trường đào tạo về nhân lực du lịch để mà nâng cấp và hỗ trợ kỹ năng sau khi ra trường cho các sinh viên. Tuy nhiên là những năm gần đây thì chúng tôi nhận được rất nhiều những cái nhu cầu của phía thị trường, bao gồm cả các cơ sở đào tạo, các thế hệ sinh viên và cả những người lao động mong muốn là được học những cái kinh nghiệm và những cái trải nghiệm mà chúng tôi đã làm trong suốt 16 năm. Và chính vì thế mà cũng sau năm 2 năm Covid thì cái nhu cầu này ngày càng rõ hơn. Và chính vì thế mà Hà Nội Tourism đã quyết định là thành lập chính thức Trung tâm Phát triển Nguồn Nhân lực Du lịch để mà chuyên sâu vào mảng này hơn và có thể đóng góp vào việc nâng cao cái chất lượng nhân lực cho du lịch trong năm 2022 trở đi. Khi mà chúng ta hình dung được là du lịch chịu ảnh hưởng rất nặng nề của Covid-19, ở Việt Nam thì đã từng đánh giá là chạm đáy rồi, các doanh nghiệp du lịch rất khó khăn, thì chúng ta lại nhìn thấy từ dưới đáy lại có một cái cơ hội đi lên. Và chắc chắn trong một vài năm tới, có khi chỉ trong 1-2 năm tới thôi, cái sự phục hồi sẽ rất mạnh mẽ. Tất nhiên có những cái hướng đi khác nhau, nhưng mà cái sự thiếu vắng về cái nguồn nhân lực du lịch khi mà họ đã phải chạy vòng quanh các cái lĩnh vực khác nhau để thay đổi các cái chiến lược mưu sinh của mình trong những năm vừa qua, thì cho thấy là chúng ta sẽ có một sự khan hiếm nhân lực rất là mạnh mẽ trong 1-2 năm tới. Chúng tôi thành lập Trung tâm Phát triển Nguồn Nhân lực Du lịch trong thời điểm này là một thời điểm tôi cho là tốt, bởi vì chúng tôi sẽ đón được cái cơ hội để giúp đỡ cả cái cộng đồng du lịch của chúng ta trong việc phục hồi và phát triển. Và quan trọng nhất của phục hồi phát triển là phải có nhân lực. Về cách làm thì chúng tôi sẽ cố gắng để mà tận dụng toàn bộ nguồn nhân lực đang có và họ lại đang rất là khao khát muốn cống hiến. Đó là những CEO, đó là những chuyên gia, đó là những cái hướng dẫn viên lành nghề, là những cái người chuyên gia trong nghề trong một cái kinh nghiệm lâu năm, có thể thâm niên lên tới 5, 10, 20 năm mà hiện nay họ đang không có nhiều công việc để làm. Chương trình diễn ra trong không khí trang trọng với sự hiện diện của các khách mời là đại diện của các cơ quan quản lý nhà nước về du lịch, các cơ sở đào tạo du lịch cũng như các doanh nghiệp du lịch trên địa bàn thành phố Hà Nội. Trước bối cảnh của cách mạng công nghiệp 4.0 và ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, ngành du lịch Việt Nam đang gặp những thách thức về nhiều mặt, trong đó có yếu tố về nhân lực. Có thể nói sự ra đời của Trung tâm Phát triển Nguồn Nhân lực Du lịch của Công ty Cổ phần Đầu tư Du lịch Hà Nội tại cái thời điểm này là một cái quyết định rất là táo bạo, sáng suốt và đã nắm đúng cái thời điểm, thời cơ. Ở đây là một cái giai đoạn mà ngành du lịch của Việt Nam nói riêng và du lịch thế giới nói chung đã trải qua gần 2 năm gọi là gián đoạn và bước vào cái giai đoạn phục hồi. Trong cái giai đoạn phục hồi này thì cái nhu cầu đào tạo phát triển nguồn nhân lực du lịch sẽ rất là lớn. Thế và cái nhân lực của ngành du lịch đâu đó cũng phải chuyển đổi đi làm các ngành nghề khác trong khi du lịch không được phát triển. Thì chính vì vậy mà cái việc mà chuẩn bị nhân lực cho ngành du lịch trong thời gian tới sau khi mà dịch bệnh được kiểm soát, du lịch mở cửa trở lại là hết sức là cần thiết. Và tôi nghĩ rằng là việc ra đời Trung tâm Phát triển Nguồn Nhân lực THD Center ngày hôm nay phải nói là một bước đi có sự chuẩn bị kỹ càng của doanh nghiệp và cũng đã có cái nghiên cứu xác định, nghiên cứu nhận định về thị trường. Tôi cho rằng là đây là một
trong những cái việc làm cũng như là như chia sẻ của ông chủ tịch hội đồng quản trị công ty, thì đây là một trong những trong ba cái kiềng đi bằng ba chân đối với của doanh nghiệp. Tôi cho là cái việc ra đời trung tâm là vô cùng là tốt đẹp và thuận lợi. Trung tâm như cái chia sẻ nó là cái cầu nối giữa các trường, các cơ sở đào tạo đối với các doanh nghiệp để làm sao sinh viên ra trường có thể đáp ứng yêu cầu ngay. Cái thứ hai là nhân lực của trung tâm cũng đào tạo cái nhân lực đào tạo lại nguồn nhân lực Hà Nội du lịch trong thời gian vừa qua cũng đã có cái sự chuyển dịch cũng như mai một đi, thì đây là cái cơ hội để chúng ta có thể đào tạo cái nguồn nhân lực có thể đáp ứng được cái nhu cầu phát triển du lịch trong thời gian tới sau khi dịch bệnh được kiểm soát. Trung tâm phát triển nguồn nhân lực du lịch ra đời nhằm đóng góp vào công cuộc nâng cao chất lượng thực tế trong nguồn nhân lực du lịch, phát triển kỹ năng thực hành nghề cho người lao động làm việc trong ngành du lịch, thực hành nghề cho sinh viên tại các trường đào tạo uy tín, đào tạo cầm tay chỉ việc theo khóa ngắn hạn dành cho nhân lực du lịch tại các địa phương, tư vấn và hỗ trợ vận hành quy trình quản lý kinh doanh du lịch. Tại buổi lễ, trung tâm đã ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Trung tâm Phát triển Nguồn Nhân lực THD Central với các trường đào tạo du lịch hàng đầu tại Hà Nội. Năm 2019, Công ty Cổ phần Đầu tư Du lịch Hà Nội, Hà Nội Tourism đã vinh dự đón nhận danh hiệu top 10 doanh nghiệp lữ hành quốc tế outbound tốt nhất Việt Nam do Tổng cục Du lịch Việt Nam trao tặng, danh hiệu top 100 doanh nghiệp tiêu biểu ASEAN do Diễn đàn Kinh tế ASEAN trao tặng.